Chào các bạn. Hôm nay tụi mình sẽ tiếp tục với cái series cắm trại. Nhưng mà lần này tụi mình sẽ cắm trại theo bảng chữ cái các bạn. Có nghĩa là cái đám tụi mình sẽ lần lượt bốc khắp, bốc vô chữ nào thì sẽ mua các món đồ ăn nè, dụng cụ, liều, đồ các kiểu liên quan tới cái chữ cái mà bốc được nha. Ví dụ mình bốc vào chữ A thì mình sẽ cắm trại với những thứ mà liên quan chữ A. Ví dụ như mình sẽ mua áo nè, mua apple. Đó là mình sẽ tối là mình sẽ ăn táo, apple. Còn mình liều thì mình sẽ làm bằng áo gì đó các kiểu bạn. Nói chung là bốc cái chữ nào thì dùng cái chữ đó để cắm trại nha. Ở đây là mình có rất là nhiều mấy cái chữ cái nữa bạn, A, B, C, D, đồ các kiểu nè. Và tụi mình lần lượt bốc nha. Cho anh Vĩ bốc trước đi. Chữ G đưa ra cho các bạn cùng xem. Đúng rồi. Đây là chữ G, gà các bạn. Thằng Vĩ nó sẽ cắm trại với chữ G này. Rồi tiếp theo mình bốc luôn nha. Nhắm mắt lại bốc luôn cho may mắn. Đây là chữ N các bạn. Chữ N không biết cắm trại làm sao được với chữ N luôn. Nhưng mình sẽ cố gắng làm video cắm trại bằng chữ N nha. Rồi tiếp theo là Tú. Đưa cái mặt ra cho các bạn cùng xem coi. Hôm nay mình quay trong xe các bạn ơi. Chữ này là chữ cầm như vậy nè. Đây là chữ Y dài các bạn. Chữ Y dài. Tú sẽ cắm trại bằng chữ Y dài. Rồi tiếp theo là Toàn. Đây là chữ hờ các bạn. Chữ hờ, chữ H. Toàn sẽ cắm trại bằng chữ H. Rồi ăn luôn. Lấy tay mình che che cho lấy nét. Đưa ra cho coi coi. Đây là chữ A các bạn. Chữ A. Rồi người cuối cùng là thằng đại mình Hương nha. Đừng có nhìn trong đó nha. Giờ bóng lại cho chuyên nghiệp. Thấy rồi không? Trời. Rồi ok bóng em. Chữ gì ạ? Chữ R. Quay ngược lại coi. Đây 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 đây. Đúng rồi. Ấy lộn ơi. Hương sẽ cắm trại bằng chữ R các bạn. R nghĩa là cá rô. Bao rổ rột rột. Cá rô là chuyện sơi trước mà. Này chỉ có rác thôi. Ok, nói chung là cả đám của mình sẽ vào siêu thị mua mấy cái chữ cái này rồi các kiểu các bạn. Sau đó cắm trại nha. Rồi hiện tại là cái đám tụi mình đã đến hồ Dầu Tiếng các bạn. Mùa này là hồ Dầu Tiếng nó ngập lên láng luôn. Bữa tụi mình cắm trại là muốn ngoài kia, hôm nay nó ngập lên tinh đây luôn rồi. Mà nước ngập như vậy người ta đi câu cá rất là nhiều luôn các bạn. Xe người ta chứ phải xe mình nha. Và tụi mình sẽ chia phe ra mỗi người làm một cái liều riêng các bạn. Mình sẽ giới thiệu sơ đồ nghề của từng người. Mình sẽ làm liều bằng mấy cái tấm niệm các bạn. Đây là chữ mình là chữ N nha. Chữ N nên mình sẽ làm liều bằng mấy cái tấm niệm. Mình sẽ sử dụng ba tấm niệm này mình ráp lên thành một cái liều và mình sẽ ở tập đó thôi. Còn đồ ăn thì chút nữa mình sẽ giới thiệu sơ nha. Nói chung là đồ ăn của mình thì chỉ có nhiêu đây thôi. Tiếp theo là cu toàn. Em là chữ gì? Chữ H anh. Chữ H các bạn. Đồ nghề của cu toàn có gì? Đồ ăn thôi. Chỉ có đồ ăn thôi hả? Đúng rồi. Toàn nó chỉ mua được đồ ăn thôi các bạn ơi. Vậy em dự định làm liều bằng cái gì? Bằng cây anh. Nói chung là Toàn nó bóc vô chữ hờ và đi hấp cái siêu thị luôn và không tìm được cái vật gì đó có chữ hờ để nó có thể làm liều hết các bạn. Nên nó bắt buộc là phải chơi theo dạng gọi là sinh tồn nha. Lên rừng hái mấy cái lá cây đồ đen là đồ cái kiểu làm thành một cái liều. Ai mà không mua được đồ làm liều thì bắt buộc phải làm liều sinh tồn các bạn. Rồi tiếp theo là cô ăn chữ gì em? Em chữ A. A. Chữ A thì có thấy có đồ ăn kìa, một bịch đồ ăn này đúng không? Áo mưa và nước. Áo mưa và nước. Đó rồi. Chữ A thì nó mua áo mưa các bạn. Có tất cả là 6 cái. 6 cái mưa. Thì em tính liều và làm liều áo mưa. Chắc vậy luôn á. Em rồi. Chắc cây nữa. Sử dụng cây làm khung sao sử dụng áo mưa để lợp lên. Đúng rồi. Rồi ăn nó sẽ theo dạng nửa mùa các bạn, nửa sinh tồn và nửa áo mưa nha. Rồi tiếp theo là cu dĩ nha. Chưa. Em làm liều bằng cái gì? Chữ G anh. Em là chữ G hả? G gà hả? Chữ G thì nó sử dụng giấy để làm liều. Con này là cái gì? Giường anh. Giường ship. Giường. Giường cũng là chữ chữ G đúng không? Đúng rồi. Đây là một cái giường ship các bạn, giường ship và nó làm liều bằng giấy. Rồi tiếp theo là cu Tú, chữ gì em? Em chữ Y. Y dài á. Yêu hả? Đúng hả? Lớp à. Bịch nhỏ. Thằng Tú thì nó là chữ Y dài. Và anh thấy đồ nghề của em là chỉ có cái bịch nhỏ xíu này thôi. Đồ ăn không rồi. Bịch đồ ăn rồi hả? Đúng rồi. Không có cái gì để làm liều hết. Xíu đi chặt cây à. Rồi chúng ta được thêm một người sinh tồn mấy bạn. Dạng như cái chữ Y dài á là không có cái gì đó thôi mà mua được mà để hơi lợp làm liều mấy bạn. Chữ Y thì mua được cái gì ta? Yếm hả? Tâm chứ không ai bán yếm hết.
Rồi chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ xuống dưới suối các bạn. Của cô Hương, chữ gì em? À, chữ R anh. Caro hả? Caro, rác rưởi. À, Hương là chữ R các bạn. Và đầu ngày của nó là sẽ có hai bình đồ ăn và làm liều bằng gì? Làm liều bằng màng bao thực phẩm. Có chữ R không? Nè, Ringo. Dạng như là không tìm được cái nào có chữ R thì tụi mình là sử dụng luôn cái tên thương hiệu các bạn. Đây chữ R ở đầu. Ringo. Và với bạc. Region. Yours. Chữ R luôn nha bạn. Nói chung là Hương nó sẽ làm liều theo dạng là cũng nửa mùa cây kết hợp với lại với bạc và bạc thực phẩm nha. Mình suy nghĩ một hồi cuối cùng mình vẫn phải làm cái khung xương bằng cây nha bạn. Đây mình làm một cái mấy cái cây mình đang lại hình thành một cái khung như vậy nè. Và tiếp theo là mình sẽ bỏ mấy cái tấm nệm này lên để che mưa nha bạn. Bây giờ mình sẽ lắp ráp cái giường này nha các bạn. What the... Wow. Wow. Oh. Ồ, cái này đơn giản mà. Đơn giản nha. Rồi hả? Wow. Sử dụng mấy cây le này làm cái khung hình gia. Rồi tiếp theo mình sử dụng những giấy chặt tông này lọt lên như thế này. Xong. Hoàn thành. Khá là ổn áp luôn. Hiện tại mình đã làm xong cái khung liều hổ gian rồi mấy bạn. Đây, cái khung cái cây như thế này, mình cột vỏ cứng lên đây là nó sẽ rất là chắc chắn, phong cách hổ gian. Bây giờ mình sẽ lấy màng bọc thực phẩm nữa và mình quấn lại nha mấy bạn. Đó, mình cứ quấn đều biết là nó sẽ kín hết luôn. Còn mình á thì đã dựng xong cái liều hình cái cầu tuột rồi nha các bạn. Đây, mình dựng bằng mấy cây le và mình cột bằng dây rút, mình cột lại hết. Cho nó nước á, mình để cái ống mưa lên đây á thì nước nó chảy xuống dưới luôn nha các bạn, chứ không phải kẹt lại ngay khúc này. Cái buổi tối mình phải ngủ đẩy như thế này nha. Và tiếp theo là mình sẽ lấy ống mưa mình chảy lên đây. Đó. Đấy là mình nghĩ là cái sườn này của mình thì chắc là hai cái ống mưa là đủ rồi. Và còn cái ống mưa nữa thì mình sẽ lót dưới đây để nằm nha các bạn. Dưới đây mình thấy toàn cát không à. Rồi, hoàn thành rồi nha các bạn. Mình sẽ nằm thử coi. Ây da, có vẻ đau quá. Thì mình đã lập xong cái liều của mình rồi nha mấy bạn. Bây giờ mình sẽ đi lụm gác để lót sàn của cái liều của mình. Tú làm gì vậy Tú? Gác chứ làm cái gì à? Cái gì à? Một hồi lên mây mà Tú. Một hồi lên mây rồi sao xuống dưới à? Lên vô xuống chỗ. Rồi cuối cùng cái đám tụi mình đã hoàn thành mỗi người một cái liều các bạn. Phía bên đây chúng ta thấy có cái liều là của thằng Bảo bạn, con cameraman nha. Nó sẽ ngủ trong liều đó. Còn đám tụi mình là sẽ chơi liều tự chế bên đây. Liều của mình là sử dụng khung xương bằng mấy cây le với mấy cây bạch đàn các bạn. Sau đó mình lợp mấy cái tấm nệm lên. Mình là chữ N nên mình sử dụng nệm để che mưa nha. Lót nệm lên đây che mưa. Mấy bịch ni lông này là cái đồ bọc của cái niệm bạn. Mình được phép sử dụng luôn nha, do nó chung combo với cái niệm. Đó là mình làm thành cửa cho dày đó bạn. Chui vô đây sau đó mình tối mình ngủ thì mình chỉ kéo cửa lên cho dày. Để tránh người ta nhìn thấy mình thay đồ hay gì trong đây các bạn. Trong khi cái này nó trong suốt. Rồi ok, tiếp theo là phía bên trong thì mình có một hay một tấm niệm nha các bạn. Mình sẽ ngủ lên tấm niệm này. Đây, mình cứ đơn giản như vậy thôi. Rất là thoải mái và riêng tư luôn. Rồi tiếp theo mình sẽ review đồ ăn của mình nha. Mình là chữ N nên mình có là nhãn. Này là nước mắm.
nước Yến, nước Đông Trùng Hạ Hảo, nước tương Nam Dương, nét cà phê, nuôi gạo, nước uống đóng chai các bạn, nho đỏ không hạt, nét ly, cái này là trà các bạn. Rồi hộp thứ hai cũng nét ly luôn. Rồi tiếp theo là một lốc 6 hộp nuti. Rồi các món ăn chính của mình thì sẽ có là nem nha bạn, ngao xanh, nem nướng và nem lụi bạn, nem nướng và nem lụi nha. Và đặc biệt là mình có một cái nồi nha bạn, chữ N, nồi, nồi inox. Mình sẽ dùng nồi inox này để nấu nui rồi luộc ốc đồ các kiểu bạn. Rồi ok, nói chung là đồ nghề chữ N của mình là có nhiêu đây nha. Tiếp theo mình sẽ qua review Toàn. Rồi Toàn thì nó sử dụng liều hình tam giác các bạn, lá cây hình tam giác. Không biết là phong cách này khá là lạ luôn, rồi nó nằm ở đâu nữa. Ủa rồi dưới đất sao em? Nằm dưới đất anh. Chơi dưới đất luôn hả? Đúng rồi. Nay Toàn chơi dữ các bạn, chơi đúng vô gia cư luôn á. Rồi đồ nghề của em có gì? Của em có hồng Đà Lạt, hồng giòn Đà Lạt, hủ tiếu bò kho, hai gói mì Hảo Hảo, ba lon hai len các bạn, hào sữa. Còn này hồ lô nướng, hồ lô nướng. Còn này là há cảo tôm chữ hờ không. Ủa rồi em chỉ có uống này cà phê thôi hả? Đúng rồi, ba ngày ồ lộn ba buổi uống cà phê luôn, uống cà phê hết luôn. Đúng rồi. Wow, Toàn nó không có nước lã uống các bạn, nó chỉ có cà phê để uống thôi. Chữ hờ chỉ có cà phê chữ hờ thôi hả? Đúng rồi, không có nước gì chữ hờ luôn. Quá là đáng lòng luôn, Toàn nó chỉ có ăn thôi bạn, không có gì để uống hết. Đồ ăn nó quá nhiều luôn nè, mì rồi cái kiểu luôn, chỉ không có nước uống thôi. Ủa coi nấu mì bằng gì em? Chắc ăn không luôn hả? Ăn mì sống anh. Bên đây mình thấy là có một cái con suối há là nhỏ nữa bạn, chắc Toàn nấu nước suối luôn quá. Rồi tiếp theo là cu ăn cái liều phong cách áo mưa nha bạn, cầu tuột, cầu tuột đi xuống và lỡ áo mưa lên. Dạ. Nhìn thấy là chắc chắn luôn á, không biết là chịu nổi mưa gió không. Phía dưới thì nó lót áo mưa. Rồi thì đồ nghề có gì em? Em thì là chữ A, chữ A. Em có mì là A1. Đâu đâu mì chữ A nên nó có là A1 nha bạn, tên thương hiệu là A1, chữ A hợp lại. Chữ A hiếm quá. Còn nãy gì cũng A1 luôn, cũng A1 luôn, ba mì đều A1 hết. Rồi nói chung là mì ly với lại hai mì giấy đều A1 hết. Rồi ăn bánh gạo. À bánh gạo này của công ty nhà ăn làm vậy có chữ ăn nè. Quá dữ luôn. Còn thêm ADM sữa ADM nữa. À sữa ADN. ADM. ADM. Rồi và cuối cùng là em còn Aquafina. Aquafina. Nước suối cho bạn. Rồi hết rồi. À. Cái gì kìa, Ajinomoto gì kìa đích kìa. Quên nữa, em quên nữa. Em thấy cái này hình chữ A nên mua về cho ngầu. Rồi tiếp theo là cái liều chữ G của con dĩ các bạn. Nó sử dụng giấy cạc tông để làm liều. Đó, ra cái hang ổ của hình như vậy nha bạn. Phía bên trong liều thì nó có một cái giường xếp, chữ G luôn, giường xếp. Rồi đầu ngày có gì em? Đầu ngày em á, đây nè. Hai gói mì gấu đỏ các bạn, gấu đỏ nè. Có chữ G. Rồi tiếp theo bánh ghi này là bánh tây các bạn. Rồi tiếp theo là gà rán ghẹ sông hả? Đúng rồi ghẹ sống, nói chung là ghẹ các bạn. Rồi tiếp theo là ba chai nước có chữ G các bạn, gato ra đe gì nè, nói chung là nước gato, ba chai nước gato. Rồi một chai nước gót good boot gì nè, có chữ G luôn. Này là hết rồi hả? Đúng rồi, này giấy bạc. Rồi cuối cùng là có hai cuộn giấy bạc các bạn. Rồi Tú thì nó có một cái liều khá là tạm bợ các bạn, có lá cây, rồi có một cái bao lụm hả em? Bao lụm anh. Lụm có mấy ông con cá hả? Đúng rồi. Rồi phía dưới thì nó có khá là nhiều lá cây nè, rồi giấy, bịch bi lông, đồ tạm bợ, đồ lụm của người ta gom lại hả? Lụm không à? Đồ lụm hết luôn. Rồi, review đồ nghề luôn. Chữ gì? Em chữ gì quá rồi? Chữ Y anh. Y dài. Y dài. Do mốt nữa hả? Do mốt. Nó sẽ có là hai lốc do mốt các bạn. Chữ Y dài, do mốt. Do mốt. Rồi, tiếp theo là ba lon nước trà Hảo Cúc gì đó bạn. Có chữ gieo. Chữ Y dài luôn nha. Wow, cái đó cũng ngon à. Thanh lọc cơ thể. Rồi, tiếp theo là hai hộp bánh gian. Bánh que chấm cái này các bạn. Bánh que danh. Rồi cái này là Yến Việt.
nước Yến các bạn, Yến Việt, Yakult. Rồi hai bịch cuối cùng là Yogurumi gì nè các bạn, bánh dẻo hay gì nè, Yogurumi gì nè, và bánh dâu gì nè, Yogurt gì nữa nè. Nói chung là chữ y dài con Tú là nó chỉ có uống sữa và ăn vặt thôi nha các bạn. Rồi cuối cùng là cu hơ các bạn, em chữ gì em? Chữ R, rổ. R. Và nó sử dụng màng bọc thương phẩm có thương hiệu là R gì đó mình không nhớ bạn, mà có chữ R. Nó làm thành bột cái liều khổ dân. Hơi bị tốn nên chỉ quấn tới đây thôi. Quấn tới đây thôi. Nằm thử các bạn cùng xem thử trải nghiệm coi. Wow, liều khổ dân các bạn. Phiên bản gọi là bị hiếu nha. Đây là liều khổ dân phiên bản ló chân. Wow, trời mà mưa cái là nó sẽ tắm nửa người các bạn. Đó là đã luôn á. Rồi ok, tiếp theo là review đồ ăn. Hương nó có một cái chai Revive nha các bạn. Revive, chữ R. Nó ngâm suối cho nó lạnh nha. Đầu tiên là cái này, rye meal. Đây, rye meal là sữa gạo. Sữa gạo. Rau câu hạnh nhân. Rau biển dạng bột. Đây là ruốc tép. Còn đây là ruốc tép trà bông. Đây là ruốc cá hồi. Còn đây là rau sạch. Tiếp theo là rong biển. Rồi hiện tại là đã chiều các bạn. Tụi mình sẽ tắm trước rồi mới bắt đầu đốt lửa trại rồi quay quần ăn uống nha bạn. Ở đây là hồ Dầu Tiếng, mùa này thì nước nó ngập lên láng luôn các bạn ơi. Và cũng có khá là nhiều mấy bạn nhậu với lại cắp trại đồ để lại khá là nhiều rác luôn các bạn ơi. Rác lên láng luôn. Em đi chuyện em. Đi đây ở đây dành thôi nè. Wow. Đó lạnh chứ hả? Lạnh tắm mấy mát. Wow. Ơi, lại quan đập mấy cây quắc. Trời ơi. Cái gánh đài vậy anh. Rồi tình hình là tụi mình chưa kịp ăn gì hết luôn các bạn, thì trời bắt đầu nó mưa, chuyển mưa rồi các bạn. Kết quả là lửa trại mà ngoài mưa như vậy không biết làm sao mà đốt luôn. Bây giờ mỗi người sẽ chui vô cái liều của mỗi người nha. Mình sẽ vô cái liều của mình. Chút nữa trời mưa lớn thì tụi mình sẽ cập nhật tiếp các bạn. Bây giờ là trốn trong liều, tránh mưa. Rồi mình quay review từng người thử coi nó tính mưa như thế nào phải không? Rồi tiếp theo là thò cái lô. Cái lô anh. Ổn không em? À, hơi dột anh ơi. Rồi hiện tại là mưa râm râm và liều của Toàn là nó có nhiều vài hộp nha các bạn. Mình nghĩ là chút nữa Toàn nó sẽ có trải nghiệm tắm mưa rồi. Rồi tiếp theo là cô ăn ổn áp em? À, thấy ok anh ơi, chưa bị gì à? Chưa bị gì hết hả? Ờ. Wow, hay em. Nhưng mà em nghĩ là chắc em phải cầm một cái kem đậu ngay đây, em sợ nước nó tràn xuống rồi. Rảnh hả, rảnh nước hả? Nói chung là ăn là nó sử dụng áo mưa là nó chưa xi nhơi hết các bạn. Mưa phải lớn hơn nữa kìa. Rồi tiếp theo là bên của bạn Dĩ. Bên của bạn Dĩ thì bằng giấy các bạn. Kết quả là nó bắt đầu ướt rồi nha. Mình kiếm nó coi nó như thế nào. Wow, ngồi rung đùi đồ các kiểu luôn. Bình thường á, gác lộn áo luôn. Gác lộn áo luôn. Chỉ ướt ngoài thôi à. Chỉ ướt ngoài thôi. Rồi tiếp theo là bé Tú, ổ áo em? Bình thường anh. Bình thường hả? Dột quá trừng luôn. Bình thường luôn, dột quá trừng luôn. Rồi tiếp theo là cô Hương sao em? Bình thường anh. Bình thường luôn. Cái này bình thường thiệt nha, không có vấn đề hết. Chỉ là đang ngủ ngồi thôi. Tại vì cái liều hổ gian nó chỉ có vậy hả. Ok, giờ nào mưa lớn mình cập nhật tiếp bạn. Hiện tại là mưa râm râm nên không có ai xin nhê hết nha. Nói chung là mưa râm râm nên không có đốt lửa trại được bạn. Cả đảo tụi mình sẽ ăn ở trong liều đó nha. Người nào ở liều người đó nha. Mình thì ăn tối sẽ ăn là nem. Đây là nem chua của Huế nha bạn. Khá là chua. Ăn kèm với nho và nhãn nha bạn. Nho không hạt. Còn nhãn này là nhãn xù các bạn. Nhãn xù. Và uống nước đông trùng hạ thảo các bạn. Nó ngọt ngọt. Nó giống giống nước Yến các bạn. Nhưng mà nó ngọt lợi thôi chứ không ngọt bằng nước Yến. Nghe giống uống như nước là nước bông cúc các bạn, nước cây hút vậy á.
cũng được đó mấy bạn. Còn mình thì ăn mì hảo hảo với uống cà phê nha mấy bạn. Còn lại tiếp tục ăn mì không nha bạn, bỏ muối đồ vô cái kiểu sao đu với lại hai lan cà phê sữa. Mặn quá. Mặn nữa. Nói chung là toàn nó vẫn tiếp tục cái phong cách là ăn mì sống với lại uống cà phê sữa bạn ơi. Rồi tiếp theo là cô An thưởng thức món gì em? Còn em cũng đâu khác gì toàn đâu anh, cũng ăn mì rói, uống sữa và ăn thêm bánh ân. Ăn là chữ A bạn nên nó ăn bánh ân, rồi ăn mì Awan, uống sữa ADN. ADN không khác gì toàn luôn. Rồi cô Vĩ ăn gì em? Em anh, em là ăn mì gấu đỏ. Vĩ là chữ G các bạn. Đúng rồi. Ăn mì gấu đỏ. Ghê ghê. Bánh ghê ghê, uống nước gato. Gato đúng rồi. Ủa? Ăn mì sống luôn anh. Và mì sống nữa hả? Em tính trời không mưa rồi ra nấu nước được rồi. Giờ mì sống chút nữa hết mưa mình trải nghiệm lửa trại. Rồi tiếp theo là Tú ăn gì em? Em ăn bánh dầm dầm với uống sữa dùng mót. Tú là chữ y dài, nó sẽ ăn bánh danh danh với uống sữa do mót. Oh, wow, nghe có vẻ hấp dẫn đó em. Bánh danh danh là bánh gì vậy? Kem nè. Chấm vô hả? Chấm vô. Đã chứ hả? Lúc luôn. Ủa đâu lúc được hả? Trời ơi. Sao? Béo, ngon. Béo, ngon. Đã hả? Tú hấp dẫn quá em ơi. Sao cái đám này ăn bị gói thôi, của mình nó ăn bánh danh danh ngon ghê nè. Tùy vào chữ cái đó anh ơi. Bởi vậy chữ y ra bánh này cũng nói chung được các bạn. Wow. Bộ sữa do bót nữa. Rồi cuối cùng là cũng hơn với cái món gọi là bộ sưu tập tép rút các bạn. Đây là rút cá hồi. Rút cá hồi. Ủa không, đây là rút tép trà bông. Rút tép trà bông. Rút cá hồi. Rút cá hồi. Và rút. Rút. Không có gì hết. Rồi ăn rút rồi hả? Ăn rút nha, nó khô lắm nên thôi con sẽ uống thêm một ít rye milk, sữa gạo. Ok. Bây giờ sẽ khui ra. Đó là rút gì? Đây là rút tép trà bông. Wow. Rút cá hồi. Nhìn cũng hấp dẫn các bạn. Rút. Rút với vài trà bông. Còn đây là rút cá hồi. Còn này là rút. Wow. Thử miếng coi. Thử cái miếng coi. Ngon không? Rồi đầu tiên là rút trà bông. Rút trà bông. Mặn không? Ăn như trà bông vậy. Nhưng mà có thêm mùi tôm hô. Mặn mặn ngọt ngọt. Được. Cái này ăn vừa. Không cần ăn cơm cũng được. Tiếp theo là rút cá hồi. Này gu hay mặn à? Hay mặn lắm hả? Mặn thiệt. Đón rồi. Mặn bè à. Với muối hả? Này ăn với cơm. Rồi cuối cùng là rút bình thường của mình. Này chắc ăn vặt. Này bỏ cái tép trộn nè. Ngọt thơm lắm. Ngọt thơm nữa. Ổn. Này ổn. Tôi đánh giá cao hai cái này. Còn cá hồi thì khó ăn quá. Cái này cá hồi thì khá là mặn hả? Rút cho bao với đây rút thường là ngọt ổn. Đúng rồi. Và sữa gạo. Uống thêm sữa gạo. Wow. Uống y như là nước gạo vậy. À nước nấu cơm hả? Nước nấu cơm mà mình chắc ra. Rồi hiện tại là gần 11 giờ khuya các bạn. Và trời nó đã hết mưa. Tuy mưa nó không lớn mà nó cứ râm các bạn, đốt lửa không có được. Bây giờ hết mưa rồi tụi mình mới có thể đốt được đống lửa và bắt đầu quay quàng bên lửa trại các bạn. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu bằng chữ Y ăn gì với đống lửa trại em. Uống nước anh. Uống nước thôi hả? Không có gì ăn. Uống nước keo. Rồi tiếp theo là chữ gì? Còn em chữ A em ăn bánh ăn và uống sữa Ademin. Ademin. Rồi tiếp theo là chữ H nha. Chữ H thì ăn uống gì em? Em ăn hào sữa với uống cà phê. Hào sữa hả? Đúng rồi. Hào sữa là con hào nó mềm như sữa vậy hả? Toàn nó sẽ ăn hào sữa và uống hai lan nha bạn. Còn mình thì chữ N, chữ N nha. Chữ N của mình thì có một cái nồi. Và trong cái nồi thì mình luộc mấy con ngao nè. Ngao xanh. Luộc nó chín luôn rồi nha. Mình lấy ra. Đây mình sẽ hứt con ngao xanh nha. Cái cục đen đen này mình nghĩ là cục xịt của nó, nhưng mà mình vẫn sẽ ăn thử luôn. Rồi tiếp theo là mình có là hai bịch nem nha bạn. Đây là nem nướng nè. Nem nướng thì mình cái việc bỏ lên lửa như vậy mà nướng thôi.
kỹ. Anh ơi, em thấy anh có nhiều món anh. Ừ. Ăn không hết kêu tụi em nha. Không, anh cố ý anh mua nhiều như vậy, anh biết chắc chắn là ăn không hết luôn. Nên anh quyết định nướng từ từ, ăn ít thôi bạn. Nướng là 1 cây thôi. Mình có tới khoảng 30 cây nem luôn mà mình nướng là 1 cây thôi nha. Ăn từ từ các bạn, nhiều quá không hết. Cần em nướng giùm cho anh nè. Có, anh gặp một cô gái đẹp, nướng biết nướng nem. Em tới chân liền nè. Em nướng nha. À, ok, nướng cây nó xong đưa anh ăn nha. Rồi tiếp theo là chữ G. Thì nó sẽ uống nước gato các bạn. Nước gato. Nói chung là nó gato, là uống nước gato cho đỡ gato. À, còn đây là con ghẹ. Con gậy, con dĩ nha bạn. Bỏ lên lửa nướng luôn nha. Đây là một con gậy nó nướng chui, còn đây là một con gậy nó nãy giờ nó quấn với bạc nó nướng các bạn. Rồi đây là đem nướng của mình các bạn. Sau một hồi mới nướng chín được nha. Nhìn khá là hấp dẫn luôn. Ăn thử cái coi. Thơm, mặn mặn ngọt ngọt. Cái này mình mà vô thì chưa tờ có tương ớt nữa là hết bài luôn các bạn. Rất tiếc là mình chưa nờ, không có tương ớt. Đây mình lấy thêm nước tương các bạn. Không có tương ớt mà chơi nước tương luôn nha. Nem nướng ăn với nước tương. Nóng dữ rồi. Tính ra là chữ G của con dĩ là ngon đó bạn. Có con ghẹ quá đã luôn nè. Ổn không? Ổn anh. Đã ăn càng ư đúng rồi. Thổi nóng. Tờ ơi khói ghi gút. Tờ ơi đã quá đã. Chữ G. Ê. Nó không có găng mà nó còn ăn ghẹ nữa bạn ơi. Nè. Tại nóng rồi. Rồi cuối cùng là cô Hương chữ R nha bạn. Ăn gì em? Nè Hương sẽ ăn đây là rong biển sấy khô. Rong biển sấy khô. Còn đây là rye meal. Sữa gạo. Sữa gạo. Bây giờ Hương sẽ ăn rong biển. Ăn như là snack nha, tại vì cái này đem nó dành tụng cơm mà. Tại vì bóc vô được cái chữ R đâu có cơm đâu. Nên ăn không luôn. Đó, nó đen đen vậy nè. Đúng rồi, rong biển nhuyễn đúng không? Ăn thử. Nó cũng bằng mặn, thơm thơm. Nhưng mà nó hơi tanh như là ăn cá vậy. Lạ hả? Hơn 3 giờ sáng các bạn ơi. Nãy giờ mình nằm chơi tâm liều. Kết quả là ngủ quên tới 3 giờ sáng luôn. Mình chưa review chỗ ngủ của từng người nữa. Nên bây giờ mình sẽ quay sơ luôn nha. Toàn thì nó lụm được cái hùng giấy đựng cái giường của con dĩ các bạn. Cái nó ngủ từng cái hùng giấy nha. Đây. Nó ngủ trên hùng giấy. Chân dưới đây trùm bịch bị lông. Rồi thằng An thì nó vẫn ngủ trên cái liều áo mưa. Và trùm áo mưa các bạn. Cô dĩ thì nó chữ G nằm trong cái liều bằng giấy. Nằm lên giường. Còn Tú thì nó háo cái bao nóc. Nó sử dụng lá thôi, không sử dụng cái bao nữa. Nó đem cái bao nó để xuống dưới đây rồi, nó không làm nóc nữa nha. Rồi ngủ được các kiểu luôn. Đắp mền đâu nữa. Và cuối cùng là cụ Hương. Cái liều hổ văn. Nó ngủ cái đầu ở trong cái liều, còn cái chân thì lại ở ngoài đất các bạn. Chấm hỏi. Hên là trời đẹp không có mưa. Chứ không là hư tập rồi. Do mình chữ N nên mà sử dụng niệm các bạn. Ngủ trên niệm rất là ok nha. Chúc các bạn cũng ngon. Trời sáng các bạn ơi. Nói chung là mình ngủ trên mấy cái niệm này. Rồi có mấy bịch nylon rồi nó che lại. Ngủ rất là ok các bạn. Rất là êm ái và ấm cúm luôn. Chữ N thì có niệm nên làm liều rất là êm ái và ấm cúm nha bạn. Bây giờ mình sẽ súc mặt của miệng rồi ăn sáng. Rồi tình hình là trời lại mưa râm râm tiếp các bạn. Không biết có quay được cái giọt mưa râm râm không? Đó. Anh ra ngoài hồ quá. Đây mưa đang râm râm nữa bạn. Và kết quả là mình chỉ còn lại
nét ly đá, nước mắm, nước suối, nục ti, sữa đậu nành, rồi trà nét ti rồi các kiểu các bạn. Và đồ ăn cuối cùng của mình sẽ là nồi gạo. Nồi gạo nha. Mà trời mưa thì không đốt lửa được, chắc mình ăn nồi sống luôn á. Mình sẽ trải nghiệm ăn thử nồi sống các bạn, chứ không nấu được. Cứ như ăn đá sạn các bạn, áo được các bạn ơi. Mì gói ăn sống được chứ nuôi không ăn sống được nha. Vậy là buổi sáng hôm nay là mình sẽ không ăn gì hết. Mình chỉ uống sữa đậu nành thôi, nutty. Buổi sáng uống sữa đậu nành cũng rất là ok các bạn. Nói chung là cái chữ N của mình cắm trại thì có thể làm liều bằng niệm, ngủ tinh niệm, rất là êm ái luôn nha các bạn. Và đặc biệt là nước uống là rất là nhiều các bạn. Tất cả các loại nước uống đều có chữ N hết. Uống nước rất là đã luôn. Như buổi sáng là mình không có gian luôn, uống nước luôn các bạn. Nước rất là nhiều nha. Còn chữ H của mình thì sáng sẽ ăn mì gói với uống cà phê đó nha mấy bạn. Vẫn là mì gói với cà phê. Đúng rồi, do trời mưa không có nấu nướng được. Nên lại tiếp tục ăn mì gói. Thấy là vừa nó dặn nhỏ giọt qua mấy cái lá của em kìa. Nó nhỏ hình như phải tối luôn anh. Tối cũng có dặn nhỏ nữa hả? Có. Tối là anh Toàn nó ngủ vô cái tấm cái này là cái giấy của con dĩ vậy. Giấy đựng cái giường xếp của con dĩ nha. Vẫn tiếp tục bị gói. Chứ lại uống lon hai lan cuối cùng. Chữ khác tối ngủ ok không em? Khó ngủ lắm, lạnh nữa. Khó ngủ lạnh. Đúng rồi. Với lại em nằm cứ ủ kiến không dám cử động. Còn chữ khác mình lợi thế là có nhiều mì gói nha mấy bạn. Còn làm liều thì không có gì hết. Chỉ có mỗi mì gói. Rồi chữ A của mình thì buổi sáng thì sẽ ăn mì Awan và uống Awalina nha các bạn. Và ăn tiếp tục là món chén miệng là ân. Đây. Để mình ăn cái này, tí mình ăn đó. Nói chung á, chữ A của mình thì cũng phong phú đồ ăn đó mấy bạn. Như các bạn đã thấy thì mình ăn không thiếu thốn cái gì luôn. Và nhà liều của mình thì được xây bằng áo mưa. Do là mình có chữ A nên mình mua được nhiều thứ lắm. Mình thấy là chữ A của mình là rất là ok nha. Nói chung á là tối hôm qua mình ngủ ok đó mấy bạn. Có cái này thì cái áo mưa mình che rồi. Và áo mưa này thì mình làm một cái mền, không có gì hết. Và đồ ăn của chữ A của mình á thì như các bạn đã thấy rồi thì rất là phong phú đồ ăn luôn. Không có hiếu hốm gì nha. Nói chung là chữ A là ok á. Rồi buổi sáng chữ G của mình là ăn mì gấu đỏ với uống nước Good Mod nha các bạn. Nói chung chữ G của mình là có làm liều bằng giấy với có giường đồ với bẹt đồ nên rất là ấm cúng luôn. Tối mình ngủ cũng lạnh tại gió hay lùn vô mấy cái khe hở nè nên cũng tạm ổn. Thì chữ Y của mình thì sáng sẽ uống sữa vô mod với ăn yogurt. Thì tối qua mình ngủ khá là lạnh tại vì chữ Y thì không có gì làm liều hết nên phải làm liều bằng lá cây. Với lại chữ Y của mình chỉ là sữa thôi nha mấy bạn, không có gì để ăn hết. Còn bên chữ R của mình thì buổi tối nói chung cũng ổn đó mấy bạn. Nói chung chữ R này thì chỗ ở tương đối ổn tại vì mình có màn bảo thực phẩm với lại giấy bạc mấy bạn. Nhưng mà được cái là đồ ăn nó hơi xì đa với đàn ruốc không à. Mình mong lần sau tiếp tục có chơi cái kiểu mà bóc chữ như thế này, mình sẽ mong bóc được chữ G cho thằng Dĩ để order về 10 cô gái giúp mình dừng liều cho nhanh. Chứ về Dĩ dở quá, tự dừng liều chứ cho cực. Thấy không, nhịn nằm như tội nghiệp không. Gặp mình là mình vô chữ G mà order 10 cô gái. Các bạn like và chia sẻ mạnh tay làm tiếp phần 2 để mình vô chữ G nha. Cảm ơn mấy bạn. Anh có phỏng vấn em nè. Lần đầu tiên phỏng vấn cameraman đó bạn. Tối qua ngủ được không em? Được. Ngon. Nực xíu. Hơi nực xíu hả? Rồi tụi mình dọn hết mấy cái liều trại tự xây đó bạn. Kết quả của cái chiến cắm trại này là nó khá là hạn chế về đồ ăn cũng như là nguyên liệu để dành làm liều đó bạn. Và đặc biệt là nó cứ mưa râm râm. Hiện tại là đang mưa tiếp đó bạn. Mưa hột nhỏ. Nói chung là mình kết thúc video tại đây. Bây giờ hôm nay là làm cắm trại theo ABCD. Bạn thích video này hãy nhấn like, chia sẻ. Còn bạn nào chưa nhớ đăng ký kênh các bạn hãy click đăng ký kênh để nhận được thông báo khi tụi mình ra video mới nha.
Nói chung là càng nhiều lượt like và chia sẻ thì có thể mình sẽ làm phần sau các bạn. Bỏ 6 cái chữ đã bóc được ra và bóc những chữ khác nha. Vậy là Khương là không có cơ hội bóc những chữ G các bạn ơi.